Các công viên văn hóa, khu vui chơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu vui chơi của các bé nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đại biểu Quốc hội đề xuất luật thanh niên sửa đổi cần tạo hành lang pháp lý cởi mở cho thanh niên phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình với bản thân, gia đình và tổ quốc. Nội dung này sẽ được đề cập sâu hơn trong mục chuyện trong ngày. Bảo hiểm xe máy dễ mua khó bồi thường nên đa phần người dân buộc phải mua bảo hiểm xe máy để tránh bị phạt chứ không nghĩ đến việc đòi bồi thường. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi bản tin thời sự tối 30 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Vừa rồi là những nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin thời sự tối nay, sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, ngay từ đầu tháng 5 sau thời kỳ giãn cách do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hãng hàng không Việt Nam đã từng bước phục hồi hoạt động, khai thác bình thường trở lại các đường bay nội địa và sẵn sàng cho các đường bay quốc tế. Để đánh giá lại những khó khăn, thách thức cũng như cơ hội mới của ngành hàng không, hôm nay tại Bình Định, Hội đồng Tư vấn Du lịch đã tổ chức hội nghị Hàng không Việt trỗi dậy và sự phục hồi nền kinh tế. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines bị thiệt hại nặng nề nhất lên tới trên 3.200 tỷ đồng. Tiếp đến là hãng hàng không Bamboo Airways lỗ tới 1.500 tỷ đồng và hãng hàng không Vietjet lỗ gần 1.000 tỷ đồng. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hàng không do bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giảm 50% giá cất hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi đến đối với các chuyến bay nội địa. Đồng thời trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức thuế hiện tại. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm nhiều loại giá phí cho các hãng hàng không như giảm mức thu nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho phép các cơ quan đơn vị được giảm thuế, giãn thời hạn nộp thuế và các khoản đóng góp ngân sách trong lĩnh vực hàng không. Tại hội nghị, các chuyên gia dự báo xu hướng dịch chuyển của ngành hàng không sau dịch Covid-19 như mở các đường bay nội địa mới, giảm giá vé để thu hút khách, tính toán lại chi phí trong hoạt động nhằm giảm thiểu các khoản lỗ. Các chuyên gia cũng cho rằng hàng không hồi phục nhanh sẽ là bệ phóng thúc đẩy nhiều lĩnh vực kinh tế khác phát triển, nhất là ngành du lịch. Tình trạng phân biệt chủng tộc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát ở nhiều quốc gia, trong đó có Australia. Mới đây, hai cô gái gốc Việt đã bị tấn công ngay trên đường phố ở bang New South Wales, khiến cho dư luận bất bình. Sự việc xảy ra khi hai trẻ em người Australia gốc Việt là Rosa và Sophia Đỗ đang đứng chờ để băng qua đường Peterham ở ngoài ô Merrickville. Họ bị hai thanh niên người Australia tấn công với những từ ngữ xúc phạm. Trong đó, một người đã dùng dao đe dọa và cố đá vào người trước khi nhổ nước bọt vào mắt và mặt của nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng điều tra và với sự hỗ trợ của mạng xã hội, kẻ tấn công đã được xác định và bị cáo buộc 6 tội danh, bao gồm hành động tấn công và có lời lẽ khiếm nhã. Theo Ủy ban Nhân quyền Australia và Tổ chức Liên minh vì Cộng đồng người Australia gốc Á, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đã có hàng trăm cư dân châu Á ở khắp Australia trình báo về các vụ việc phân biệt chủng tộc, bao gồm việc tấn công bằng lời nói và thân thể. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu vui chơi của các bé thiếu nhi, người dân thành phố và du khách từ nhiều tỉnh thành đến với thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp lễ mùng 1 tháng 6. Các công viên văn hóa, khu vui chơi đã tổ chức nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn kéo dài trong 3 ngày từ nay đến mùng 1 tháng 6. Với chủ đề Thế giới tuổi thơ, tại công viên văn hóa Đầm Sen đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí đặc biệt để phục vụ các em thiếu nhi và du khách, như trải nghiệm thổi bong bóng xà phòng khổng lồ, xiếc ảo thuật, sâu kịch rối nước. Đặc biệt, các em thiếu nhi còn được vừa học vừa chơi thông qua hoạt động khám phá vườn rau thủy canh, tìm hiểu về tiêu bản các loài động vật, tham quan vườn chim thú, chương trình bảo tồn cá sấu nước ngọt tại vườn Nam Tú Thượng Uyển. Nhằm thu hút du khách, các khu vui chơi cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi dành cho thiếu nhi như tặng quà, giảm 50% giá vé vào cổng cho trẻ em. Dịp này, các điểm như Thảo Cầm Viên, đường sách thành phố Hồ Chí Minh hay trung tâm thương mại cũng là điểm đến hấp dẫn để các phụ huynh đưa các em thiếu nhi đến vui chơi nhân dịp mùng 1 tháng 6. Sáng nay, lễ khai mạc tuần hàng trái cây nông sản thành phố Hà Nội năm 2020 đã diễn ra với sự tham dự của các doanh nghiệp sản xuất chế biến rau củ nông sản đến từ 17 tỉnh thành trong cả nước. Sự kiện nhằm quảng bá tiêu thụ nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuần hàng trái cây nông sản có quy mô trên 60 gian hàng với các sản phẩm là đặc sản các vùng miền như vải thiều, nho, nhãn, xoài. Trong khuôn khổ tuần hàng diễn ra từ 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6, các doanh nghiệp hợp tác xã tham gia có cơ hội kết nối với bộ phận thu mua thực phẩm của các siêu thị và hệ thống phân phối hiện đại khác trên địa bàn Hà Nội.
Kính thưa quý vị, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão, người được đánh giá có đóng góp rất lớn vào tiến trình đổi mới hoạt động của Quốc hội, trong đó có việc đưa các phiên thảo luận ở nghị trường đến với công chúng, đã qua đời vào rạng sáng ngày hôm nay 30 tháng 5, hưởng thọ 81 tuổi. Ông Vũ Mão sinh tại Hà Nội, quê gốc Nam Định, là Ủy viên Trung ương Đảng, 5 khóa liên tục từ khóa 5 tới khóa 9, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa 9, khóa 10, 11, Ủy viên Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ông từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Ông nghỉ hưu từ tháng 1 năm 2008. Trong thời gian công tác tại Quốc hội, ông Vũ Mão được biết đến như một người khởi xướng và tổ chức sáng kiến đổi mới hoạt động của Quốc hội Việt Nam như việc cho phát thanh truyền hình trực tiếp các phiên họp bỏ phiếu bằng máy. Năm 1994, kỳ họp đầu tiên Quốc hội truyền hình trực tiếp phiên chất vấn có sự đóng góp lớn của ông. Đến nay, việc truyền hình trực tiếp các hoạt động quan trọng của Quốc hội đã trở thành thông lệ, giúp cử tri cả nước theo dõi trực tiếp nhiều hoạt động của cơ quan lập pháp tối cao. Những ngày qua, bảo hiểm xe máy đã trở thành câu chuyện thời sự được nhiều người nói đến. Trên mặt báo, trên các diễn đàn hay thậm chí là các điểm sửa xe, quán cà phê, người ta cũng rôm rả nói về chuyện bảo hiểm xe máy. Chuyện này cũng chẳng có gì bởi vì người dân vốn không hề xa lạ với loại bảo hiểm bắt buộc cho những ai điều khiển xe máy tham gia giao thông. Cho đến khi cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân tổng kiểm soát các phương tiện, được phép dừng tất cả các phương tiện để kiểm tra mà không cần lỗi ban đầu kể từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 6. Vâng ạ, đúng như vậy. Và cũng từ thời điểm này thì câu chuyện bảo hiểm xe máy lại nóng lên. Nhu cầu mua bảo hiểm của người dân cũng tăng lên đột biến. Và có cung thì ắt có cầu. Ghi nhận sau đây tại thành phố Hồ Chí Minh. 10 ngày nay, quán cà phê Thường Hồi mỗi sáng này đã trở thành điểm bán bảo hiểm của anh Cường. Vốn là quán quen nên chỉ vài tiếng buổi sáng anh bán được chục tờ bảo hiểm mô tô xe máy. Trước đây thì ngày thì không bán được cái nào, có hôm thì được 1-2 cái, mà cái thời gian vừa rồi thì ngày tôi có thể bán được 5 cái hoặc 10 cái. Không phải là người dân nào có đủ thời gian để chạy tới một cái điểm chính để mua, thì đương nhiên là những cái vườn đại lý thì tức là sẽ tiện lợi hơn cho người dân. Từ ngày cảnh sát giao thông trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nhiều tuyến đường nội thành thành phố Hồ Chí Minh, việc mua bán bảo hiểm cũng nhộn nhịp hơn. Một số thời điểm người đi đường phải đợi chờ tới lượt mới được mua vì quá đông. Một số người mua cũng hoài nghi về nguồn gốc của những chiếc bảo hiểm này, nhưng họ vẫn mua vì nó chẳng đáng bao nhiêu tiền. Mua thì nói chung là không mua một chỗ. Thường thường gặp chỗ nào là ghé mua chỗ nấy à. Có đưa công an bảo hiểm, nhưng mà công an không hỏi gì thì nên mình mới mua tiếp thôi. Chứ cũng không biết là nó có hợp lý hay là không hợp lý. Dọc đường thấy treo biển giá rẻ quá nên thành ra cũng nghĩ là không biết thật giả thế nào. Thường thường là chỉ hay dùng cái này, công an cần kiểm tra cái này thì mình mua cái này thôi, chứ mình cũng không biết ở trong nó là như thế nào. Quy trình mua bán bảo hiểm xe máy rất đơn giản và thủ công. Địa chỉ và biển kiểm soát do người mua cung cấp lên tờ bảo hiểm mô tô xe máy in sẵn đầy đủ chữ ký và con dấu. Đôi khi, một số người mua quên giấy đăng ký xe hoặc muốn mua thêm bảo hiểm cho những chiếc xe khác, thì người bán sẵn sàng để trống, chỉ ghi ngày tháng năm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực. Với mỗi cái giấy chứng nhận này, chúng ta muốn kiểm tra xác thực hay không, chúng ta chỉ cần đọc cái ký hiệu và số series cho tổng đài để kiểm tra là chúng ta đã mua cái đúng gốc chưa. Tại lúc này về cái hệ thống của bảo hiểm, họ luôn quản lý theo cái số series. Việc các doanh nghiệp bảo hiểm không quản lý được cái việc bán tràn lan thì có thể dẫn đến một số những cái trường hợp làm ảnh hưởng đến cái uy tín cũng như là quyền lợi của khách hàng. Khi mà người mà cung cấp bảo hiểm mà ghi không đầy đủ thông tin trên giấy chứng nhận bảo hiểm là một cái. Thứ hai nữa là cũng có thể có những cái nguy cơ xuất hiện những cái trường hợp là có những cái bảo hiểm không được phát hành đúng theo quy chuẩn của nhà nước. Đợt ra quân của Công an Cảnh sát Giao thông cả nước kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông như ô tô, xe máy kéo dài đến giữa tháng 6. Theo đó, chủ xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe máy khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 200 ngàn đồng nếu không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe. Còn đối với chủ ô tô sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600 ngàn đồng. Nhiều chuyên gia cho rằng bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy hiện nay không sai về bản chất mà sai về cách thức thực hiện và cần phải thay đổi. Bất cập nhất là việc người dân tham gia bảo hiểm với các thông tin cá nhân chứ không phải là thông tin trên cả vé xe. Và nhiều trường hợp người gây tai nạn lại không phải là chủ xe.
Vì vậy, có ý kiến cho rằng nên tạm ngưng việc kiểm tra và xử phạt liên quan đến bảo hiểm xe máy, thay vào đó nên tập trung cho công tác tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân hiểu tác dụng của bảo hiểm và cách thức bảo vệ quyền lợi của mình. Phóng viên chúng tôi cũng đã ghi nhận được nhiều ý kiến của người dân về vấn đề này. Anh có tham gia bảo hiểm xe máy hay không, và anh đã tham gia được bao lâu rồi ạ? Dạ có, em tham gia cũng được 8 năm, nói chung cũng một phần bảo hiểm thì nó cũng giúp cho mình đi cũng có thể là tự tin hơn. Mình là tham gia được hơn một năm. Khi mà mình có sự cố về tai nạn, vấn đề về an toàn giao thông thì xe hư thì nó sẽ bồi thường về xe. Xe hơi chú không biết sao, nhưng mà xe máy chú thấy không có quyền lợi gì hết. Không, nói thật, không có quyền lợi gì hết. Tại vì mua một người, hai người mà chú buộc khi xảy ra tai nạn thì cái người xảy ra tai nạn thì người ta chỉ có chịu thôi chứ. Mình có tham gia, nhưng mà mình tham gia từ cái hồi mà mình mua xe đó. Mình mua xe thì yêu cầu là phải mua bảo hiểm thì mình mua. Rồi sau đó thì cũng không, tại vì cũng ít đi đâu, cũng không quan tâm mấy cái chuyện này. Chắc là cái bảo hiểm mà để khi mình gây tai nạn hay là mình gặp một cái tai nạn gì đó thì công ty bảo hiểm nó lo cho mình mấy cái chi phí phát sinh. Thực ra thì mình không có hiểu nhiều đâu. Tại vì đợt cách đây 2 năm á, thì mình có bị cảnh sát giao thông phạt một lần. Thế là mình bị thiếu giấy tờ. Thì mình bắt đầu mình mua thôi. Thường thì mình hư xe mình cũng tự đi sửa thôi. Chứ không có đòi hỏi hay là không có hỏi lại về bảo hiểm. Chỉ bị mấy lần mấy anh cảnh sát bắt lại kiểm tra thôi chứ chưa có xài gì tới. 8 năm nay sử dụng mà cũng chưa bao giờ bị dính sự cố nào nên cũng chưa có va vấp. Mình cũng chưa, tại cũng chưa bao giờ gặp tai nạn bao giờ. Chú thấy ở ngoài đường thôi, kiểu như người ta gọi thử coi cái bảo hiểm này nó có tới giải quyết hay không. Nhưng mà chú cuối cùng là không có thấy ai tới. Theo con số từ Bộ Tài chính, trong 10 năm qua, chi phí để tuyên truyền cho người dân hiểu về bảo hiểm này là 21,6 tỷ đồng. Một số tiền cũng không hề nhỏ. Thế nhưng từ thực tế thì người dân vẫn còn khá mơ hồ về thứ mà họ đã bị bắt buộc mua 10 năm nay khi điều khiển xe máy. Cũng vì vậy mà chẳng mấy ai khi gặp tai nạn nghĩ đến ý nghĩa và giá trị của chiếc bảo hiểm xe máy. Tuy nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, bởi việc đi đòi bồi thường bảo hiểm xe máy gian nan ngay từ bước đầu. Mức trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba về người 100 triệu đồng trên một người một vụ, về tài sản 50 triệu đồng trên một vụ. Dòng chữ này luôn được in rõ trên các tờ giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy. Hiện tại thì đại lý bảo hiểm này là có số hotline ở đây, là chỉ cần gọi trực tiếp là có nhân viên xuống giám định luôn. Sẽ được bồi thường theo đúng cái mức trách nhiệm theo quy định của pháp luật, tức là về người là 100 triệu đồng trên vụ, trên một người, và về tài sản là 50 triệu đồng trên một vụ. Lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế, người mua liên hệ để được nhận quyền lợi chi trả từ công ty bảo hiểm là cả một quá trình nhiều khê. Chúng tôi đã thử làm các cuộc gọi đến những công ty đại lý bảo hiểm theo hướng dẫn, và đây là kết quả. Xin em doanh nghiệp bảo hiểm chính nghiệp con dấu có Pizico nào không? Dạ có, công ty bảo hiểm Pizico Đắk Lắk. Rồi em cho anh số Pizico Đắk Lắk, anh khai báo trực tiếp luôn bên Đắk Lắk các bạn thử cho mình ạ. Có công an ạ. Anh như vậy anh gọi cho cái số điện thoại ở dưới Sài Gòn đường dây nóng 1900. Ủa em vừa mới gọi dưới đó mà dưới đó bây giờ gọi lên cho mình mà. Là anh là xe ô tô hay xe máy ạ? À? Dạ xe máy. Dạ xe máy anh liên hệ trực tiếp với lại Pizico Sài Gòn giúp em, hoặc là Pizico Bến Thành giúp em. Máy quý khách vừa gọi đang tạm quá, vì vậy cuộc gọi không thực hiện được. Tôi cảm thấy tôi và những người dân khác đang bị lừa. Bởi vì gọi qua bên này lại đá qua bên kia, xong rốt cuộc đến gọi cái điểm cuối cùng thì lại không bắt máy. Trước đây thì có mua, nhưng mà thấy hiệu quả nó không có, nó đâu vào đâu hết. Nên sau một thời gian rồi cũng không mua, bây giờ bắt buộc mua thì chắc cũng phải mua thôi. Khi bị tai nạn, Duy chỉ việc kết nối được với các công ty bảo hiểm thông qua số đường dây nóng in trên tờ bảo hiểm đã là điều khó khăn. Điều này cũng khiến nhiều người dân bỏ cuộc ngay từ bước đầu trong hành trình đi đòi quyền lợi từ việc mua bảo hiểm xe máy. Khi vượt qua được cửa ải đầu, bước vào khâu làm thủ tục, chỉ bộ hồ sơ bồi thường đã khiến nhiều người hoa mắt với gồm nhiều loại giấy tờ.
Thứ nhất, các tài liệu liên quan đến xe, lái xe, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận bảo hiểm. Thứ hai, các tài liệu chứng minh thiệt hại về người như giấy chấn thương, giấy ra viện, hồ sơ bệnh án. Thứ ba, các tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản. Thứ tư, bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn. Thông tư số 22/2016 của Bộ Tài chính có quy định là doanh nghiệp bảo hiểm phải phối hợp với người dân, người chủ phương tiện để thu thập những tài liệu này. Tuy nhiên họ là đơn vị được yêu cầu chi trả thì họ có, sẽ phải đáp ứng như thế nào, họ có hợp tác hay không. Thì đấy thì lại không có cái cơ sở pháp lý nào để ràng buộc họ. Theo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định số 103 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, ngành bảo hiểm đã bồi thường cho hơn 100.000 vụ tai nạn xe máy, trung bình 5 triệu đồng trên một vụ. Số vụ tai nạn được bồi thường chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng số vụ tai nạn xe máy đối với những người có tham gia mua bảo hiểm trong cùng khoảng thời gian thì chưa rõ. Tuy nhiên, con số này có lẽ rất thấp khi thủ tục bồi thường quá phức tạp như hiện nay. Thưa quý vị, các lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng lại phải vừa ra quân cao điểm xử lý vấn nạn xe trá hình dưới danh nghĩa chở người thân hợp đồng du lịch, nhưng thực chất là vận tải hành khách liên tỉnh trái quy định. Với chiêu thức lách luật ngày càng tinh vi, đội ngũ xe khách trá hình đang khiến hoạt động vận tải hành khách tại Đà Nẵng bị rối loạn trong nội đô. Còn cơ quan chức năng thì loay hoay với câu chuyện đuổi bắt. Đã 2 năm nay, các xe chở khách liên tỉnh trá hình tuyến Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Đà Nẵng-Quảng Nam, Đà Nẵng-Huế đã hoạt động ầm ĩ và công khai. Chỉ cần vào các nhóm xe được lập ra trên mạng xã hội thì dễ dàng ghi nhận được những phương tiện không được phép vận chuyển hành khách vẫn vô tư bắt khách như ở bến xe. Alo, alo, phải xe chiều về Tâm Kỳ không anh? Chiều nay khoảng cỡ tầm 6 giờ hơn là có mặt ở Tâm Kỳ. 6 giờ hơn là có mặt ở Tâm Kỳ để đi về lại Đà Nẵng đúng không? Đúng rồi. Đi giá bao nhiêu? Anh đi mấy người? Đi 2 người. Đó là 2 người, lấy anh 300. Để đối phó với lực lượng chức năng trên đường, các phương tiện này dùng mọi thủ đoạn. Nhiều nhất là dùng các hợp đồng khống, dặn hành khách nói mình là người nhà đi du lịch. Mới nhất, tuyến Huế Đà Nẵng ghi nhận thêm hành vi dùng xe taxi, thực chất là bắt khách lẻ theo đầu người để vận chuyển hành khách lên tỉnh. Em điền tới thì có anh nói em là mấy giờ đi, em nói là 2 giờ. Thì sau một giờ cỡ 10 phút sau thì người khác là điền số khác. Đó là em điện mà đi là 2 giờ 2 rưỡi gì đó thì anh sẽ điền lại. Thì trong cỡ 15 phút sau anh điền lại nói ở chỗ mô địa chỉ mô anh sẽ tới đó. Thanh tra Giao thông Đà Nẵng cho biết, trên toàn địa bàn Đà Nẵng, mỗi ngày có không dưới 200 xe trá hình vận chuyển hành khách. Hành vi và thủ đoạn của các phương tiện này tinh vi, thay đổi liên tục và hoạt động theo nhóm. Khi thủ đoạn này bị phát hiện, thì sẽ tìm cách khác để đối phó với lực lượng chức năng. Luôn tìm cách để lách luật. Cụ thể là nó hoạt động trong khung giờ ngoài giờ hành chính, sáng sớm, trưa và buổi tối, và cái phương tiện mà mang theo hoạt động thì hầu hết là những xe mà dưới 7 chỗ ngồi. Do vậy cái việc mà nhận diện cái xe này có tham gia kinh doanh vận tải tại các hay không thì cũng rất là khó khăn. Để xử lý được một xe khách trá hình, các lực lượng chức năng còn phải xác minh hành vi rất công phu, nhiều trường hợp dùng cả nghiệp vụ cài người mật phục. Tuy nhiên, việc xử lý này không phải lúc nào cũng được duy trì. Do đó mà xe khách trá hình vẫn là một vấn nạn ở Đà Nẵng mà nhiều năm rồi chưa xử lý được. Chuyển sang một vấn đề khác, trước tình hình giá thịt lợn tăng chóng mặt từng ngày, để mua được 1 kg thịt lợn tùy loại, người tiêu dùng phải chi thêm từ 100 cho đến 130 ngàn đồng, gấp đôi so với bình thường. Với mức giá này, nhiều người đã phải điều chỉnh thực đơn trong bữa ăn hàng ngày để cân đối chi tiêu trong gia đình. Ghi nhận sau đây tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa phương tiêu thụ thịt lợn lớn nhất cả nước. Đã gần một tháng nay, kể từ ngày thịt heo tại thành phố Hồ Chí Minh tăng giá, chị Hoa bỏ thói quen sử dụng thực phẩm này trong bữa cơm gia đình. Nếu như trước kia, với 300.000 đồng để chuẩn bị các bữa cơm trong ngày, nay chị phải tiêu tốn hơn 400.000 đồng nếu như có thêm thịt heo.
Để cân đối với mức chi tiêu so với thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng làm công chức, chị phải chuyển sang dùng thực phẩm khác rẻ hơn. Chính vì là do cái thu nhập của mình là hai vợ chồng đều là công chức nha hết. Cho nên là khi mà thịt heo nó tăng á, thì gia đình mình có sự điều chỉnh trong cái việc tiêu dùng ở trong gia đình. Đặc biệt là mình chuyển từ thịt heo sang mình dùng thịt gà. Thịt gà thì rẻ lắm, khoảng năm mấy 60 ngàn, 70 ngàn đổ lại thôi. Thịt gà, trẻ em nó cũng thích ăn thịt gà nữa cho nên là mình có thể mình thay đổi. Thịt heo, loại thực phẩm quen thuộc gắn liền với những bữa cơm của người dân, này có giá gần bằng với các loại thực phẩm đắt đỏ như thịt bò. Giá thịt heo tại các chợ từ 145.000 đồng đến 220.000 đồng, gần bằng giá thịt bò. Trong khi giá thịt gà dao động chỉ khoảng 60.000 đồng đến 70.000 đồng trên 1 kg. Giá heo tăng cao kỷ lục trong vòng hơn 5 năm qua đã khiến nhiều người tiêu dùng hạn chế tiêu thụ thịt heo hoặc chuyển sang những loại thực phẩm khác. Điều này khiến nhiều tiểu thương bán thịt heo tại thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh ế ẩm. Tự nhiên một tuần thì cô ăn 4 lần chẳng hạn, nhưng bây giờ thì cô rút sang ăn 2 lần mà cô cũng mua rút đi. Ví dụ trước mua mỗi bữa nửa ký thì giờ chỉ mua chừng 300 thôi. 300 g thôi. Khách người ta ăn người ta than phiền quá, mắc quá, giá cao quá. Nên là bán ít. Bán ế cái về ít lại giảm lại ế, ngày nào cũng ế chứ. Cái gì bán hàng đó rất là ế, rất là chậm. Chỉ có là những cái bạn hàng mà mua hàng đó, như quán cơm, quán hủ tiếu đâu gì á thì họ vẫn mua, nhưng mà họ mua cũng ít lắm. Như bình thường mua 5 kg thì họ mua 3 kg thôi. Theo Cục Chăn nuôi, giá heo hơi thời gian qua tăng nóng, có nơi lên đến 105.000 đồng trên 1 kg, là hiện tượng đơn lẻ và có dấu hiệu bị làm giá. Nguyên nhân chính giá thịt heo tăng quá cao không phải là vì thiếu hụt nguồn cung, mà do có vấn đề trong lưu thông và khâu thông tin. Cục sẽ sớm có kiến nghị để xử lý vấn đề này. Trong khi đó, người tiêu dùng vẫn dần thay đổi thực đơn, nhưng điều họ lo lắng là tình trạng này kéo dài bao lâu nữa khi món ăn quen thuộc phải dần vắng bóng trong bữa cơm thường ngày. Giá thịt lợn hơi và thương phẩm đang cao ngất ngưởng và liên tục tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, thời điểm này, những hộ nuôi lợn nhỏ lẻ tỏ ra rất e ngại chuyện tái đàn bởi lo ngại về những rủi ro trong chăn nuôi. Ghi nhận sau đây tại tỉnh Gia Lai. Bà Trần Thị Minh Thủy là một trong những hộ nuôi lợn lâu năm ở thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa. Những năm trước, các ô chuồng này luôn đầy lợn với số lượng từ 60 đến 70 con lợn thịt. Năm ngoái, đàn lợn của gia đình bà bị dịch bệnh tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy 20 mấy con. Đến nay, khi địa phương công bố hết dịch đã lâu, nhưng bà vẫn chưa dám tái đàn. Hiện bà chỉ nuôi 6 con lợn nái còn sót lại sau đợt dịch để lấy lợn giống bán trả dần số nợ bị thiệt hại do dịch. Trong dân mà thì có xéo ô mình nghĩ là một lần 180 triệu. Mà thí dụ như nuôi nó hơn đó, thì nó suôn xé thì nói gì. Lỡ mình nó rúi ra thì mình cũng sợ chứ. Ví dụ như nợ này rồi cái nó chồng lên nợ kia. May mắn hơn bà Thùy, đàn lợn của gia đình ông Trương Đình Hùng không mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Năm nay, gia đình ông tiếp tục đầu tư thêm 200 triệu đồng để mở rộng hệ thống chuồng trại, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ. Nhưng do giá lợn giống tăng cao, ít vốn, nên ông Hùng đành chọn cách nuôi lợn nái để gây giống từ từ. Bữa nay mua heo con một cỡ 6 kg tầm phải 2.500.000. Từ đó giờ đang gây nguồn giống là 10 con heo nái để phát triển nuôi thôi, chứ còn mua giống thì sợ là sau này mình nuôi là sợ nó còn hạ. Năm ngoái, thôn 9, xã Nghĩa Hưng có hơn 20 hộ chăn nuôi lợn. Tuy nhiên năm nay chỉ còn 10 hộ tiếp tục tái đàn, chủ yếu theo cách tự gây giống. Các hộ còn lại vẫn chưa chăn nuôi lại vì giá lợn giống tăng cao, cộng với tâm lý lo sợ rủi ro. Đây cũng là tình trạng chung của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Chư Pa. Hiện nay, tổng đàn lợn của toàn huyện gần 22.700 con, giảm khoảng 10.000 con so với trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Sợ là cái dịch bệnh tái phát trở lại, cho nên là người dân cũng chưa có mạnh dạn tái đàn. Rồi một phần nữa là người dân là chuyển sang là nuôi trồng các cái loại vật nuôi khác. Để đảm bảo việc tái đàn lợn hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, huyện Chư Pa cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn lợn, tiêu độc khử trùng chuồng trại, đồng thời cũng khuyến cáo người dân cần thay đổi phương thức chăn nuôi, nên chuyển sang chăn nuôi an toàn sinh học để hạn chế dịch bệnh phát triển bền vững.
trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc ổn định giá thịt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng ý nhập khẩu lợn sống dựa trên hồ sơ do các nước xuất khẩu cung cấp. Theo bộ này, các doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch nhập khẩu, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trong nước và cách ly kiểm dịch lợn sống nhập khẩu 30 ngày. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cho phép nhập khẩu chính ngạch lợn sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay rất nhiều hộ dân đang sinh sống tại tòa nhà chung cư 129D Trương Định, Hà Nội đã tập trung và mang theo băng rôn đòi chủ đầu tư trả sổ hồng. Theo cam kết sau 50 ngày nhận nhà thì người dân sẽ được nhận sổ hồng. Tuy nhiên đến nay đã 3 năm, họ vẫn không thấy bóng dáng của những loại giấy tờ sở hữu ở đó đâu. Thay vào đó, họ bị xem là sống ở khu đất không hợp pháp và không được hưởng bất kỳ quyền lợi chính đáng nào. Dự án 129D Trương Định bao gồm một tòa chung cư 18 tầng và 15 nhà liền kề. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 22, Handico 22 và Công ty Cổ phần Đồng Tháp đồng chủ đầu tư. Theo cam kết, sau 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua, bên bán phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua. Tuy nhiên đến nay, đã 3 năm, họ vẫn chỉ nhận được câu trả lời. Chưa có lộ trình, chưa có giải pháp cho vấn đề này từ chủ đầu tư. Người ta toàn tránh mặt đơn đưa lên phường này, đưa lên quận hoặc đưa gì thì là người ta đều lại cử những cái ông mà có khi đến họp với chúng tôi hỏi đến, ông bảo tôi cũng chả biết gì. Nhưng còn chủ chính người ta không thèm đến. Thậm chí đến hôm nay nhá, họ hẹn rằng từ sáng đến giờ rất căng thẳng rồi thì là họ hẹn là đến thứ tư chúng tôi chỉ yêu cầu thế thì anh là chính ông Tuấn này, ông Tuấn thì này là coi như đến hôm nay tôi biết mặt đấy. Thế mà từ sáng giờ dân tình ở đây coi như vậy ông bảo ông là ký và cho là đồng ý hẹn thứ tư này, ông cũng không, ông bảo ông không ký. Không có sổ đỏ, họ phải dùng biên bản bàn giao nhà để làm việc với các cơ quan ban ngành khi cần thiết. Tuy nhiên, biên bản này cũng được xác nhận là bất hợp pháp do tòa chung cư chưa được nghiệm thu khi bàn giao và các thủ tục pháp lý cần thiết khác. Tầm trú tầm vắng nhập khẩu về đây thì là chính quyền không xác nhận, bảo là cái tòa nhà này là chưa được nghiệm thu, chưa được sở xây dựng công nhận cho nên là không chấp nhận chúng tôi ở đây, cho nên là cái việc đi học của các con là không thể xin được. Cho nên là nhà tôi ở đây mà cả cái trường thuộc quận thuộc chính quyền ở đây cách đây có 1-2 km nên không được học, mà chúng tôi đi tận là 5-7 km hàng sáng như thế. Như chúng tôi là bây giờ làm về nhà nước chẳng hạn, xin xác minh lý lịch về cái lý lịch của mình ở đấy cũng không thể xác định được, bởi vì chúng tôi đang là như chủ tư nói là khi chúng tôi đi làm hồ sơ ấy thì phía các ban ngành và công an phường thì nói là chúng tôi đang ở đây không hợp pháp. Cái tiếp theo nữa, ví dụ như về mặt đảng chúng tôi sinh hoạt hai chiều nó cũng không thể xác nhận đây được, mà về phường cũ thì người ta bảo cắt chuyển đi rồi. Những người dân nơi đây vẫn phải kiên trì chờ đợi trong suốt 3 năm qua. Do không có sổ đỏ, họ không được tham gia vào cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở. Hay như mới đây, dịch COVID-19, họ cũng không nhận được bất kỳ thông báo, hướng dẫn phòng chữa bệnh nào từ ban quản lý tòa nhà. Mà đó là những quyền lợi cơ bản họ đáng được hưởng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đang tiếp tục theo dõi kênh VTC1 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với Chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều vấn đề của thanh niên hiện nay đã được đưa ra bàn thảo. Đã có những ý kiến cho rằng các hoạt động của thanh niên vẫn mang tính phong trào cơ học, chưa tạo được dấu ấn trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội như hiện nay. Làm sao để cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam? Làm sao để luật thanh niên sửa đổi phải tạo hành lang pháp lý cởi mở cho thanh niên phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mình với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc? Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 cách đây ít ngày. Kính thưa các đồng chí, đề cao vai trò trách nhiệm của thanh niên trong xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của họ đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc trong dự thảo luật thanh niên sửa đổi lần này. Tôi đồng thời đề nghị dự thảo phải quy định theo hướng nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, với gia đình và bản thân. Cụ thể, một là đề nghị bổ sung cụm từ chấp nhận và sẵn sàng hy sinh vào khoảng 2 điều 12
để khoản 2 này của dự thảo luật thành. Khoản 2 là sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, đảm nhận những công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách, chấp nhận và sẵn sàng hy sinh khi tổ quốc cần. Bổ sung này là rất cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và trách nhiệm của thanh niên trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, biên giới, biển đảo, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. 2. Đề nghị bổ sung cụm từ gương mẫu vào khoản 2 điều 14 để khoản này của dự thảo luật thành: kính trọng ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên khác trong gia đình, gương mẫu chăm sóc giáo dục con em trong gia đình. Thời gian qua, việc xây dựng, ban hành các chính sách trọng dụng nhân tài ở nhiều địa phương có sự khác nhau nên còn nhiều tranh cãi xung quanh quan điểm trọng dụng nhân tài. Đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung, giải thích từ ngữ đối với cụm từ thanh niên có tài năng để hiểu đúng, thống nhất giữa các địa phương trong vấn đề này, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tài năng. Là đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung giải thích từ ngữ đối với cụm từ thanh niên có tài năng để hiểu đúng, thống nhất giữa các địa phương trong vấn đề này. Bởi thời gian qua, việc xây dựng ban hành các chính sách trọng dụng nhân tài ở nhiều địa phương có sự khác nhau. Cách làm ở các địa phương thu hút nhân tài cũng không giống nhau. Bộ Nội vụ cũng đã có thanh tra rút kinh nghiệm ở một vài địa phương, gây thiệt thòi cho những người thực hiện chính sách nói riêng cũng như các địa phương nói chung về thực hiện vấn đề này. Vì khi quyết định chọn công tác ở địa phương là người đó đã bỏ qua cơ hội công tác ở những nơi khác, chưa đến đến điều kiện việc làm, đãi ngộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp của họ. Đối với thanh niên có tài năng được quy định tại điều 24, tôi thấy cần phải giải thích rõ và cụ thể hơn như thế nào là thanh niên có tài năng. Thanh niên có tài năng là thanh niên làm việc phải có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu và việc làm của mình. Vì vậy, tôi đề nghị cần phải giải thích cụ thể và rõ ràng hơn. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, dự thảo luật thanh niên sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp này về chất lượng tôi thấy tốt hơn so với dự thảo trình trong khi chính phủ phải huy động nhiều lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh. Trong dự thảo luật thanh niên sửa đổi, có mục quy định trách nhiệm của thanh niên trong phòng chống dịch bệnh. Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cho rằng, vai trò của thanh niên xoay quanh công tác phòng chống dịch bệnh thực tế đang dậm chân tại chỗ, chưa có điểm sáng. Sự việc dịch COVID-19 vừa qua chưa cho thấy vai trò của thanh niên trong lĩnh vực này. Vì vậy, đại biểu này đề xuất nên bỏ quy định này bởi chưa phù hợp với tình hình thực tế. Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thanh niên đã từng là lớp người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh bảo vệ đất nước. Lớp lớp thanh niên Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công, góp phần vào sự nghiệp chung của dân tộc. Hãy cùng nhìn lại những dấu mốc lịch sử của thanh niên Việt Nam để thấy rằng thanh niên đã từng nắm giữ vai trò quan trọng như thế nào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức đoàn. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 diễn ra tại Sài Gòn từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931 đã dành một thời gian quan trọng để bàn về công tác thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn. Hội nghị đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là ngày thành lập đoàn. Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến nay, đoàn đã phát động nhiều phong trào gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ cách mạng. Từ năm 1931 đến năm 1936, đoàn mang tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Giai đoạn này đã phát triển nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ở thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam với chủ đề hành động là chiến đấu và xây dựng tương lai. Hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên cường, dũng cảm như Trần Văn Ơn, Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, v.v. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, phong trào Ba Sẵn Sàng trong thanh niên đã được đoàn phát động vào tháng 8 năm 1964 và được thực hiện sâu rộng trong toàn quốc nhằm thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước. Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với rất nhiều các phong trào được phát động trong thanh niên để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số phong trào tiêu biểu như tuổi trẻ xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước. Và ở giai đoạn hiện nay, thanh niên Việt Nam đang nêu cao khẩu hiệu tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức luyện tài, đoàn kết sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo số liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, hiện thanh niên Việt Nam có hơn 23,6 triệu người, chiếm 25,2% dân số cả nước. Đó là những công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 30. Ở giai đoạn phát triển và hội nhập như hiện nay, nhiều vấn đề được đặt ra đối với vai trò và nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam. Để những hoạt động thực sự thiết thực đi vào thực tiễn, chứ không phải là những phong trào mang tính khẩu hiệu hô hào. Trong những ngày cả nước cùng chung tay chống đại dịch COVID-19, Trường Đại học Y Hà Nội là ngôi trường duy nhất sinh viên vẫn đến trường học. Sau khi nhà trường phát động phong trào xung phong lên tuyến đầu chống dịch, chỉ sau 2 tiếng, hơn 6.000 sinh viên đã viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch tại các điểm nóng. Chúng tôi lựa chọn được hơn 150 sinh viên tham gia phòng chống COVID là những sinh viên năm cuối của khối bác sĩ và khối cử nhân y tế công cộng. Chúng tôi đã cử sinh viên tham gia ở CDC Hà Nội, ở Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID của Bộ Y tế và cùng với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Chúng tôi đã làm việc liên tục trong vòng hơn 2 tháng và đến nay thì như chúng ta đã biết thì các bạn sinh viên đã đóng góp được những cái phần rất là tích cực trong cái công tác phòng chống COVID. Các bạn có cái nền tảng về học thuật, rồi các bạn có cái sự nhiệt tình, có cái sự năng động. Và khi mà chúng tôi chỉ cần tạo một cái môi trường thuận lợi cho các bạn thì các hoạt động của chúng tôi rất nở rộ. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, việc định hướng những mục tiêu cụ thể trong thanh niên được cho là điều cần thiết để mang đến những hoạt động thiết thực. Bên cạnh những phong trào tốt, một bộ phận thanh niên đang bị lệch hướng khi mà có quá nhiều trào lưu văn hóa xâm nhập như hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng, để phát huy vai trò của thanh niên trong thời đại có quá nhiều lĩnh vực và nhiều mục tiêu phấn đấu, thì cần phải có định hướng đúng đắn từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Sau đây là chính phủ và các ngành phải suy nghĩ về đối tượng thanh niên ở các lĩnh vực, suy nghĩ về cái việc là chính sách thanh niên ở các cái ngành nghề khác nhau. Nhất là chúng ta đang tiến quân vào cái mũi nhọn của khoa học công nghệ. Thì cái điều này phải làm cho thanh niên chúng ta rạng rỡ với thanh niên thế giới bằng cách là họ luôn luôn tiến lên phía trước ở những mũi nhọn khoa học công nghệ trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh cũng thế. Những cái hiện tượng mạng xã hội gọi là côn đồ này, rồi những cái văn hóa tiêu dùng, văn hóa hưởng thụ xâm nhập từ nước ngoài về mà nó có thể, theo em nó đang ảnh hưởng xấu đến thanh niên Việt Nam nói chung. Em nghĩ là cần phải có những cái đơn vị đứng riêng ra và hoặc là chuyên môn về thanh niên để có thể định hướng lại giới trẻ, cũng như là ngăn giới trẻ tiếp xúc với những cái văn hóa không tốt và có thể tạo được những cái văn hóa tốt. Thanh niên Việt Nam hiện chiếm 25,2% dân số cả nước. Ở bất kỳ thời kỳ phát triển nào thì thanh niên vẫn được coi là lực lượng nòng cốt, là dương cột của quốc gia để phát triển đất nước. Chính vì vậy, việc đưa ra định hướng đúng đắn và xác định nhiệm vụ cụ thể được coi là yếu tố then chốt để phát huy vai trò làm chủ đất nước của thanh niên, để các phong trào không chỉ mang tính hô hào, khẩu hiệu mà đi vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước những nhận xét hoạt động còn mang tính phong trào, hô hào, khẩu hiệu mà chưa đem lại hiệu quả rộng khắp, làm thế nào để thanh niên thực sự xác định được nhiệm vụ của mình trong thời kỳ mới? Làm thế nào để phát huy rõ nét hơn vai trò của tổ chức đoàn? Phóng viên VTC đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xoay quanh câu chuyện này. Vâng, xin được cảm ơn ông vì đã nhận lời mời tham gia chia sẻ cùng khán giả của VTC1 trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa ông, hoạt động của phong trào thanh niên hiện nay đang được triển khai và thực hiện như thế nào ạ? Hiện nay thì Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chúng tôi đang phát động trong thanh niên 3 cái phong trào lớn. Đó là phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo và phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó là ba cái chương trình đồng hành với thanh niên, trong việc là học tập, nghiên cứu khoa học, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và đồng hành với thanh niên trong các hoạt động để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trang bị các kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho thanh niên và hội nhập quốc tế. Vâng, tuy nhiên vẫn có những ý kiến cho rằng hoạt động của thanh niên hiện nay vẫn còn nhiều hoạt động mang tính phong trào, hô hào hình thức mà chưa mang lại hiệu quả trong thực tế. Vậy ông đánh giá như thế nào về nhận định này? Khi triển khai bất kỳ một cái hoạt động nào đấy thì đều có mục tiêu của hoạt động đấy. Và cái mục tiêu thì bao giờ cũng xác lập rất là rõ ràng. Tất nhiên trong quá trình thực hiện có thể ở đây, ở đó, ở một vài nơi nào đấy, cái tính mục tiêu đấy nó chưa được thể hiện một cách rõ nét và cái kết quả mang lại nó chưa cao. Thì chúng tôi cũng đang tiếp tục để hoàn thiện và chỉ đạo cho tất cả các cấp bộ đoàn để có thể nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong việc triển khai các phong trào, những cái hành động của mình.
và chúng tôi yêu cầu rất rõ thì làm sao phải xác định bám với nhu cầu của đời sống xã hội, bám với nhu cầu của người dân với cái địa phương đơn vị của mình và phải phù hợp với cái năng lực và khả năng của thanh niên. Vâng, thưa ông, trong thời chiến thì có thể nói nhiệm vụ của thanh niên rất rõ ràng, đó là cứu quốc. Nhưng trong thời bình thì rõ ràng thanh niên có rất nhiều mặt trận khác nhau để có thể thể hiện và rất nhiều nhiệm vụ khác nhau. Vậy với vai trò là tổ chức của thanh niên, đoàn thanh niên sẽ làm gì để có thể định hướng được cho thanh niên những nhiệm vụ của mình và phát huy được hết vai trò của họ trong thời điểm hiện tại? Với ngày nay, tôi nghĩ là cái mục tiêu chung lớn nhất của các bạn thanh niên Việt Nam đó là làm sao để Việt Nam tiếp tục phát triển, Việt Nam có thể là trở thành một cái đất quốc gia hùng cường, lớn mạnh và tiếp tục bảo vệ vững chắc được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta. Để triển khai và giúp cho các bạn thanh niên có thể có được một cái lý tưởng sống đẹp, một cái lẽ sống, một cái mục đích sống cao cả thì đoàn cũng đã triển khai rất nhiều những cái hoạt động. Các bạn chưa có được những cái sự trải nghiệm cần thiết và các bạn cần phải có một cái quá trình để tiếp cận với đời sống thực tiễn, chia sẻ được với cộng đồng và nhận lại những giá trị tích cực từ cuộc sống các bạn đến với phong trào tình nguyện. Các bạn cần có một cái hỗ trợ các bạn để gửi gắm những ý tưởng sáng tạo, hiện thực hóa những cái ý tưởng sáng tạo đấy thì từ phong trào tuổi trẻ sáng tạo. Về cơ bản là nhu cầu của thanh niên nó sẽ gắn trực tiếp với hoạt động của đoàn. Dạ vâng, vừa rồi thì đã có đề xuất thành lập Bộ Thanh niên và Thể thao. Ý kiến của ông như thế nào về đề xuất này ạ? Hiện nay thì nếu có Bộ Thanh niên và Thể thao thì Bộ sẽ làm chức năng quản lý nhà nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ làm chức năng thiết kế phong trào. Đây là hai chức năng hoàn toàn tách bạch với nhau, tuy nhiên nó sẽ có bổ trợ với nhau và thúc đẩy lẫn nhau. Hiện nay thì cơ chế thì chúng ta có Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam là một cái cơ quan tư vấn cho chính phủ về những vấn đề liên ngành, và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một cái tổ chức để tập hợp phát huy thanh niên thông qua những phong trào của đoàn. Ba cái tổ chức này đang phối hợp với nhau chặt chẽ để có thể thực hiện được các cái nội dung liên quan tới phát triển thanh niên, quan tâm chăm lo với thanh niên. Nếu có một cái bộ thanh niên thực hiện các cái nội dung công việc nó có tính tập trung cao thì tôi nghĩ rằng là cơ chế phối hợp với bộ thanh niên đấy với trung ương đoàn sẽ tiếp tục phát huy được cái lợi thế và những cái sức mạnh chung để trên cơ sở đó mình làm những điều tốt hơn và tốt nhất cho thanh niên. Vâng, xin được cảm ơn ông về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, nhìn chung các đại biểu Quốc hội đánh giá các quy định về quyền, nghĩa vụ và chính sách đối với thanh niên trong dự thảo lần này vẫn chưa cụ thể về mặt chính sách, mang tính khẩu hiệu nhiều, chưa phản ánh nét gì riêng biệt cho đối tượng bị điều chỉnh, đó là thanh niên, một lực lượng xã hội quan trọng, có ý nghĩa quyết định và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Vì vậy mà yêu cầu đặt ra với luật thanh niên là càng có nhiều quy định, chính sách mới, có tính khả thi càng tốt và không trùng lặp với các luật khác để hướng đến mục đích thúc đẩy thanh niên phát triển, không chỉ để giải quyết nguyện vọng yêu cầu của thanh niên trong thời đại kinh tế số, công dân toàn cầu, mà còn phải hỗ trợ, tiếp xúc và khơi dậy trong thanh niên mong muốn được học tập, rèn luyện và cống hiến. Oh,